đọc sách để giàu, chứ đừng đọc để đó. Chúng ta đang sống trong một xã hội ưa giàu. Người nghèo muốn giàu, người bình thường muốn giàu, người giàu thì muốn trở nên siêu giàu. Nhưng lạ thay, đa số chúng ta dễ dàng quyết định đi ăn nhà hàng sang chảnh, mua những thứ hàng hiệu xa xỉ để làm màu cho vẻ bề ngoài rằng ta giàu, nhưng lại cân đo đong đếm khi mua vài quyển sách để cho não ăn. Tỷ phú Bill Gates nói, việc này chắc chắn ai cũng làm được, nhưng chắc chẳng mấy ai chịu làm, vì khi không muốn, bạn sẽ có hàng tỷ lý do cho việc không thể tập trung, buồn ngủ hay đọc mà chẳng nhớ gì, thì làm sao vận dụng vào cuộc sống. Thay vì bỏ nhiều thời gian và sức lực ra để lây hoay tìm một lý do khiến bản thân muốn đọc sách, hãy dùng thời gian và sức lực để đào rộng trước khi đào sâu. Càng đọc nhiều lĩnh vực, bạn sẽ càng hiểu được bản thân yêu thích điều gì và có năng lực ở lĩnh vực nào. Vì dưới góc nhìn của một cái đầu toàn chữ chắc chắn sẽ rất khác biệt so với một cái đầu hoàn toàn trống rỗng. Trong quyển sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng phiên bản 2021 của tác giả Thái Phạm có chia sẻ, điều tôi theo đuổi là tôi muốn tạo ra những thay đổi cho xã hội này. Thay đổi bắt đầu từ ý thức, tư duy và phương pháp đúng. Và tin tôi đi, tôi đã làm được. Những điều bạn nhìn thấy ở bản thân tôi ngày hôm nay chỉ là các kết quả của những hành động nhỏ mà tôi kiên trì thực hiện trong hơn 10 năm nay. Tôi tin rằng nếu bạn cứ kiên trì và bền bỉ cho đến 5 năm, 10 năm nữa, bạn sẽ gia nhập vào đội ngũ 1% tinh túy trong xã hội. Khi bạn hiểu rằng mỗi ngày kẻ thù lớn nhất bạn cần vượt qua là chính mình, thì bạn sẽ thấy sức mạnh vĩ đại và thành tựu lớn lao mà bạn có thể đạt được trong tương lai. Đừng so sánh mình với ai cả, hãy so sánh với mình của ngày hôm trước và đặt câu hỏi, làm thế nào để tốt hơn 1% mỗi ngày? Chỉ thế là đủ. Chưa dừng lại ở đấy, chặng đường tiếp theo trên hành trình chinh phục cuộc đời thịnh vượng còn đòi hỏi sự kỷ luật và kiên trì. Chắc chắn là kỷ luật với bản thân, điều này không hề dễ dàng. Vậy nên, Happy Life mong muốn bạn có thể kết hợp với Tiny Habits, thói quen tí hon, tiềm năng khổng lồ. Một quyển sách Happy Life đã ra mắt cách đây không lâu, xoay quanh kiến thức và những phương pháp, công cụ, bài tập hiệu quả để giúp bạn xây dựng, duy trì sự kỷ luật của bản thân. Đây chắc chắn là yếu tố quan trọng nếu bạn không muốn mình quay về và xuất phát chỉ vì thiếu đi 1% kỷ luật, có đúng không? Đồng hành cùng sự kỷ luật mỗi ngày, bạn không thể bỏ qua vài phút để nuôi dưỡng tâm hồn bằng quyển sách Bí mật của Phan Thiên Ân, hành trang vàng trong hành trình chinh phục tri thức và giàu có. Nếu bạn là fan ruột của sách phát triển bản thân tại Happy Life, sẽ không xa lạ gì với quyển sách nhỏ bé này nhưng đã thay đổi cuộc đời của hàng nghìn người chỉ qua 10 tờ kinh. 10 tờ kinh này chính là kim chỉ nam trong bản đồ thiết kế cuộc đời của bạn. Đừng quên tâm hồn được chữa lành là khởi đầu hoàn hảo cho cuộc cách mạng của chính bản thân mình. Ngoài ra, tủ sách phát triển bản thân của Happy Life còn rất nhiều những quyển sách giá trị như Làm chủ tuổi 20, 396 lời khuyên đắt giá về phát triển bản thân, số tay 6x66 ngày thử thách hỗ trợ bạn trong quá trình nâng cấp bản thân hiệu quả. Đây là những quyển sách tâm huyết mà Happy Life cho ra mắt để phục vụ định hướng phát triển cho những bạn trẻ tâm huyết sẵn sàng thay đổi cuộc sống nhàm chán của mình và chinh phục một cuộc đời thịnh vượng. Để tìm hiểu thêm chi tiết về những quyển sách mà Happy Life đã điểm qua, bạn có thể tìm đặt sách tại đường link bên dưới video này. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, chọn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.